chương thứ 8. Những ngày đó, lại có một đoàn dân đông theo Đức Chúa Giê-xu. Vì họ không có gì ăn, nên Ngài kêu các môn đồ mà phán rằng, ta thương xót đoàn dân này, vì đã 3 ngày nay không rời bỏ ta và chẳng có gì ăn. Nếu ta truyền cho nhịn đói trở về nơi họ ở, dọc đường chắc sẽ kém sức, vì có mấy người đã đến từ nơi xa. Môn đồ thưa rằng, có thể kiếm bánh đâu được trong đồng vắng này cho họ ăn no ư? Ngài hỏi, các ngươi có bao nhiêu bánh? Thưa có 7 cái. Ngài bèn bảo đoàn dân ngồi xuống đất, đoạn lấy 7 cái bánh tạ ơn rồi bẻ ra trao cho môn đồ để phân phát, thì môn đồ phân phát cho đoàn dân. Môn đồ cũng có mấy con cá nhỏ, Đức Chúa Giê-xu tạ ơn rồi cũng khiến đem phân phát như vậy. Ai nấy ăn no nê, rồi người ta thâu được 7 giỏ những miếng thừa. Và những người ăn đó ước chừng 4000 người. Đức Chúa Giê-xu cho chúng về, rồi liền vào thuyền với môn đồ, sang xứ Đa-ma-nu-tha. Có mấy người Pha-ri-si đến đó cãi lẽ với Ngài, muốn thử Ngài, thì xin một dấu lạ từ trên trời. Đức Chúa Giê-xu than thở trong lòng mà rằng, làm sao dòng dõi này xin dấu lạ? Quả thật ta nói cùng các ngươi, họ chẳng được ban cho một dấu lạ nào. Ngài bèn bỏ họ trở vào thuyền mà qua bờ bên kia. Và môn đồ quên đem bánh theo, trong thuyền chỉ có 1 cái bánh mà thôi. Ngài răn môn đồ rằng, hãy giữ mình cẩn thận về men người Pha-ri-si và men đảng Herod. Môn đồ nói cùng nhau rằng, ấy là vì chúng ta không có bánh. Nhưng Đức Chúa Giê-xu biết điều đó thì phán rằng, sao các ngươi nói cùng nhau rằng đó là tại các ngươi không có bánh? Chứ các ngươi còn chưa nghe, chưa hiểu sao? Các ngươi có lòng cứng cỏi luôn ư? Các ngươi có mắt mà sao không thấy, có tai mà sao không nghe, các ngươi lại không nhớ hay sao? Khi ta bẻ 5 cái bánh cho 5000 người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh vụn? Thưa 12 giỏ. Còn khi ta bẻ 7 cái bánh cho 4000 người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh vụn? Thưa 7 giỏ. Ngài phán, các ngươi còn chưa hiểu sao? Kế đó Đức Chúa Giê-xu và môn đồ đi đến làng Bết-sai-đa. Người ta đem cho Ngài một người mù và cầu xin Ngài rờ đến người. Ngài bèn nắm tay người mù, dắt ra ngoài làng, thấm nước miếng trên mắt người, đặt tay trên người và hỏi có thấy gì không? Người mù ngó lên rồi thưa rằng, tôi thấy người ta và nhìn họ đi giống như cây. Rồi Đức Chúa Giê-xu lại đặt tay trên mắt người. Người nhìn xem, được sáng mắt, thấy rõ ràng tất cả. Đức Chúa Giê-xu khiến người về nhà và truyền rằng đừng trở vào trong làng. Đức Chúa Giê-xu đi khỏi đó với môn đồ mình, đến trong các làng gần thành Cesaré Philip. Dọc đường Ngài hỏi môn đồ rằng, người ta nói ta là ai? Thưa rằng kẻ thì nói là Giăng Baptít, người thì nói là Eli, kẻ khác thì nói là một trong các đấng tiên tri. Ngài hỏi, nhưng các ngươi thì nói ta là ai? Phi-e-rơ thưa rằng, Thầy là Chúa Cứu Thế. Thì Chúa Giê-xu bèn cấm ngạc môn đồ, đừng nói điều mình cùng ai hết. Bây giờ, Ngài khởi sự dạy môn đồ rằng, con người phải chịu khổ nhiều, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo loại ra, phải chịu giết, sau 3 ngày phải sống lại. Ngài nói tỏ tường điều đó với môn đồ. Phi-e-rơ đem Ngài riêng ra mà can gián Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu quay lại, ngó môn đồ và quở Phi-e-rơ rằng, hỡi quỷ Satan, hãy lui ra đằng sau ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, nhưng nghĩ đến việc người ta. Đoạn Ngài kêu dân chúng và môn đồ mà phán rằng, nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta và tin lành mà mất sự sống thì sẽ cứu. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Hay là có người nào lấy gì mà đổi linh hồn mình ư? Vì giữa dòng dõi gian dâm tội lỗi này, hễ ai hổ thẹn về ta và đạo ta, thì con người sẽ hổ thẹn về kẻ ấy khi ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các thiên sứ thánh.